Express Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Mang Nhà Bia. Bên cạnh tôi là một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp. Em tên là gì? Dạ, đầu tiên em xin được phép gửi lời chào đến tất cả các huấn luyện viên và tất cả quý vị đã có mặt trong trường quay. Dạ, em tên là Hà. Trong ban nhạc? Dạ, bên của em tên là Cỏ. Vâng, ban nhạc Cỏ. Ban nhạc Cỏ của các bạn sẽ đem đến một phần thi như thế nào? Hôm nay bên sẽ trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc có tựa đề Lá Diêu Bông. Một tràng vỗ tay để chúng ta đến với Lá Diêu Bông. Xin mời. Xin chào. Tụi mình là Cỏ Bên. Là dòng nhạc mà bên đang theo đuổi đó chính là dòng nhạc xưa trữ tình. Lý do mà bên chọn dòng nhạc này tại vì thứ nhất là đây là một dòng nhạc được xây dựng trên những cái cảm xúc, và đặc biệt hơn nữa nó là một cái sự tích góp một nền âm nhạc rất là bất hủ từ những thời trước đến giờ. Ben cảm thấy là mình là những người trẻ tuổi và mình muốn đưa cái dòng nhạc cũ, dòng nhạc đã xưa rồi để trở thành mới hơn và đến gần với tất cả các quý vị bây giờ. Đến vào buổi trường hôm nay thì Ben chọn trang phục như thế này. Thứ nhất là cái nội dung của bài hát thì cũng viết về một cô gái đã đi lấy chồng. Với cái sự lựa chọn ca khúc mà Ben đã thống nhất thì Hà nghĩ thì cũng là Ben đã rất là đầu tư rồi, và cảm giác là phần còn lại là chỉ trông chờ và may mắn thôi. Hãy subscribe.
hay nói dở đâu. Chị Phương Nguyên, chị đâu có nói dở đâu. Chị Mỹ Linh, vâng, tôi cũng đâu có nói dở đâu. Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang khiến lòng tôi rơi ra. Anh là anh chọn đấy. Dạ, nếu như mà có một vé đặc biệt thì em sẽ về đồ anh Xuân Bắc ạ. Tiêu chí số 1, vocal là nữ, xinh, hát hay, chọn. Rất rõ ràng và mạch lạc. Ca khúc này tôi xin lỗi, chính xác mà là ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Có cũng nhiều là, bản là lá diêu nói là lá diêu bông, đúng rồi, lá diêu bông, nhưng đúng mà tên ca khúc là Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Để tôi nhắc lại một chút để mọi người có thể là không nhớ cô bé Hà này. Cô bé này là trong một cái band của tôi năm ngoái. Một cái điều rất khá là đặc biệt là năm ngoái là bạn này chỉ được đệm guitar quẹt quẹt và nhớ rồi. Hát hùa theo một vài câu thôi. Nhưng mà năm nay rõ ràng là thực sự là tôi rất là bất ngờ lắm. Thì tôi không nghĩ là với một năm em đào sâu được vào trong cảm xúc, trong cách xử lý hát như vậy. Anh nghĩ là hôm nay là em trong lòng chắc rất là vui đúng không? Em rất là cảm ơn người Hải Phong vì những lời góp ý của anh. Và em thật sự là em rất là muốn tiến sâu trên con đường ca hát. Cho nên là em luôn luôn trau dồi và tập luyện mỗi ngày, và đặc biệt là gặp thêm những người anh em của mình nữa, cảm thấy rất là hợp, cho nên là mới cùng nhau đi đến cuộc thi này. Kết quả thì không quan trọng lắm. Rõ một điều rằng chúng ta chưa làm không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm tốt. Tôi thấy được điều đó ở em, trong ánh mắt, trong nụ cười. Có nghĩa là em hôm nay rất là vui dù cho kết quả nó không được như ý. Năm nay thì các em chưa mới, và tôi nghĩ các em cần phải làm mới mình hơn một chút nữa để nó đủ sức thuyết phục hơn nữa. Tôi xin lỗi một câu thôi. Anh Phong ạ, anh là tiền hậu bất nhất. Người ta mới tới mức là năm trước người ta là nhạc công, năm nay người ta trở thành ca sĩ. Mới tới mức mà 360 độ thế mà anh cũng còn bảo là chưa mới. Trên thực tế là khi mà mình suy xét một cái tiết mục á, thì mình chỉ quan tâm vào cái phần biểu diễn của hôm nay, của trong tiết mục này thôi. Tôi cố gắng để gạt đi cái sự mà tôi biết về bạn, ấn tượng từ trước. Đúng rồi. Như thế thì mới là làm đúng trách nhiệm của tôi. Vâng, tôi xin lỗi, tôi đã hiểu sai. Em ạ, à, em cần phải mới nhiều hơn nữa nha. Dạ, em xin cảm ơn. Đã ý thế. Các bạn thân mến, đừng từ bỏ niềm đam mê, các bạn sẽ thành công. Tôi phải nói thật, hình ảnh là cái bức tường thôi, nhưng kỳ thực nó làm một cách rất là mong manh. Được kéo bằng một cái motor mà mua ở đâu cũng được. Thậm chí có hôm motor hỏng và chúng tôi đã phải kéo tay. Nhưng điều quan trọng là ẩn sau cái việc đóng vào bức tường đó, đó chính là sự lựa chọn hay không lựa chọn. Và các huấn luyện viên của chúng tôi, những người rất nghiêm túc trong nghề nghiệp, những người đến với chương trình nhằm tìm ra những ban nhạc thực sự là ấn tượng. Và tất nhiên, họ cũng đã có lựa chọn chính xác. Và nhiều khi, họ cũng có những tiếc nuối bởi vì bỏ qua một ban nhạc nào đó. Phần vượt tường vẫn là phần đầy đủ cảm xúc mà chúng ta đang chờ đợi. Phần tiếp theo sẽ là phần vượt tường của ban nhạc nào, họ vượt tường như thế nào. Xin mời quý vị. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.